Anh em bảy chim đêm luôn anh em ơi. Thì ở bữa nay mới ra xả lưới ra nè. Thì tính đánh giạt rồi nhưng mà em làm tay lưới giạt thất bại anh em ơi. Xào ngắn quá rồi. Lưới người ta tới mà lưới người ta tới 9 mét lận. Cao mà em làm xào quá trời tệ rồi. Thành ra không có làm nữa nè. Đang kéo lưới ra nè anh em ơi. Kéo ra bên à. Khoan em hai tay mới làm được anh em ơi. Rồi anh em à. Giờ này mới xả lưới ra anh em ơi. Lỡ đánh luôn rồi coi. Nhà ngủ như cũng không có ngàn nào đâu anh em. Mình ra đồng mình nằm rồi tới sáng đi. Được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Rồi bệnh còn bệnh nữa anh em. Ủa cái vợt đó mất tiêu ta. À, lấy cái vợt mất rồi phải không? Như vậy là hiểu nữa rồi. Rồi gì là hiểu nữa rồi. Không biết nói sao luôn. Mất tiêu cái vợt nữa. Ngoài này dân quê mình ở đây bất cứ cái thứ gì nó cũng phải lấy hết trơn anh em. Bất cứ cái đồ gì yêu cầu bỏ rồi nó thấy nó lấy hết. Giờ tới cái vợt nó cũng lấy nữa, không biết sao. Đúng là cái thứ này không có còn gì phải nói nữa nè. Còn em đi đến chỗ mấy vùng khác á, xứ người ta khác á, bỏ đi. Bỏ tới đó mục luôn nữa, cũng không tả lấy nữa. Người gì đâu mà em không biết nói làm sao luôn. Mình đang kéo lưới ra nè anh em. Cái vợt cũng lấy làm gì. Ui, giết đi không biết nói làm sao anh em. Lấy đi, không có xài cứ lấy đi. Mất cái gì quan trọng đó. Mình không nói, mai mốt mất tới lưới mình không chừng. Rồi. Chứ giờ mỗi lần đánh, mỗi lần đem về thì sao mà được, cũng cực lắm. Mỗi lần đánh sáng cái đầu gom về làm gì cực lắm anh em, mệt nữa. À đi, mất cái gì mất. Biết sao giờ. Rồi anh em ơi, vậy em bắt đầu lên máy anh em. Thì có gì sáng em báo kết quả, hoặc là tối nay có bắt chim gì đó em báo cũng chừng anh em. Rồi vậy ha. Sáng rồi anh em ơi. Chúc anh em một buổi sáng vui vẻ luôn nha. Đây, cánh đồng mình đây còn vẫn y cũ anh em. Chưa có dời anh em ơi. Đây, vẫn nằm ngủ mình gì đồ đạc thì giờ em đem đi chưa rồi. Đây anh em, bữa nay sáng trăng này cũng làm cũng đủ sống nữa anh. Một quả cuốc, hai cái cuốc. Hai cái cuốc, ba cái cuốc nè. Một cuốc nè. Hai cái cuốc, ba cái cuốc nè. Một gà,
một gà nha, hai gà, một con trống. Rồi hai trống, một mái anh em, rồi một chích. Đây chích đây anh em, chích đâm con một đây, mông đỏ lòm, gà trống này. Này gà trống này nè, đây con trống nữa nè, em không bắt kim gà nghe nè. Đây con mái đây, mái nhỏ xíu nè, liền trống nè, hai trống một mái cũng đủ sống nè nè. Đủ sống nữa nè mà. Đây nè, như đây chim nè, cứ một quả đỏ nè em ơi, một quả đỏ, một mặt xéo nữa nha. Quá ok rồi, sáng trăng đánh gì cũng được rồi em, đủ sống gì cũng quá chừng mừng mừng rồi. Này để đêm nay coi mình có ra không, mình có ra mình vay nữa nè mà. Rồi vậy thôi đi anh em, đây xe mình để trước này anh em ơi. Thì em bị em đi về luôn anh em, lưới bọng rồi cuốn xong xuôi, xe chạy tới bờ này luôn anh em, chạy tới bờ này rồi mất chạy đi gà đó, từ ra lộ nữa mới tới anh em. Như là chim cũng 300 mấy, 300 mấy 400 anh em, 300 mấy 400 cũng được. Rồi anh em ơi, em úp video luôn anh em, hẹn gặp lại video khác nha anh em, cảm ơn anh em rất nhiều nha.